Thiên Chúa, đây Gia Liêm ta dừng chân ngắm cửa tiền đường. Ôi thành thánh vinh quang, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh em. Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần lễ mới, chúng ta dâng tuần lễ mới cho Chúa. Và cái bận tâm của chúng ta mấy ngày hôm nay đó là cơn đại dịch. Và cơn đại dịch mỗi ngày mỗi nặng nề, mỗi trầm trọng hơn. Chúng ta lo sợ, chúng ta khẩn cầu. Nhưng Chúa Giêsu nói là Thầy đã thắng thế gian. Và như hôm qua trong lễ Thăng Thiên, chúng ta biết cái đích tới của mình đó là nước trời, đó là nhà của Chúa Giêsu. Còn trần gian là cái hành trình mà chúng ta phải đi, phải vượt qua để mà tới nhà của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên chúng ta không có chê bỏ trần gian, không có ngoảnh mặt với cuộc sống hôm nay để mà cứ thẳng tiến với nước trời. Nhưng chúng ta vẫn có một niềm hy vọng mạnh mẽ vào lời hứa của Chúa Giêsu. Đồng thời chúng ta cũng cùng nắm tay nhau để mà chiến đấu, để mà diệt cái xấu, cái ác, cái tà trong cuộc sống hôm nay, để giúp nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc ngay từ thế gian này. Đó là tâm tình, đó là khát vọng của mỗi người chúng ta. Và trong thánh lễ đầu tuần mới hôm nay, chúng ta dâng tâm tình này, dâng khát vọng này với Chúa Giêsu, để chúng ta cùng Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha hiến lễ sáng hôm nay. Chúng ta thành tâm thống hối tội lỗi của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ này. Chúa ở cùng anh em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa với anh em, trong cái sứ điệp lời Chúa hôm nay chúng ta nghe có một cái ý niệm, đó là cái sự cô độc, cô đơn mà Chúa Giêsu có nói ra. Chúa Giêsu sợ là các môn đệ thấy Chúa Giêsu cô đơn. Chúa Giêsu sợ các môn đệ đánh giá, nghĩ rằng Chúa Giêsu cô đơn, cô độc. Thì Chúa Giêsu nói lên cái mối tương quan mật thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Mặc dầu các môn đệ không hiểu,
Mặc dầu các môn đệ được mặc khải mà cứ lơ tơ mơ, Chúa Giêsu buồn lắm, Chúa Giêsu không có người để chia sẻ, để cảm động. Nhưng Chúa Giêsu có một cái tương quan mật thiết với Chúa Cha, và chính cái điều đó làm cho Chúa Giêsu an tâm vững dạ, và chính cái điều đó làm cho các môn đệ được bình an ở trong Chúa Giêsu. Nói tới cái liên hệ mật thiết với Chúa Cha, mấy hôm nay tôi đang đọc cái cuốn sách là Sức Mạnh Của Sự Thinh Lặng, cuốn sách dày của Đức Hồng Y Sarah. Cái bối cảnh của cái cuốn sách được viết ra đó là một cái lần mà Đức Hồng Y Sarah đi thăm một cái dòng xác rơ, và Đức Hồng Y đi thăm một tu huynh bị bệnh ở trong dòng xác rơ. Và cái ông ký giả để mà ông ấy biên tập lại cái cuốn sách của Đức Hồng Y Sarah, thì ông ấy thấy rằng là trong cái câu chuyện giữa Đức Hồng Y Sarah và cái ông tu huynh đó, một người bị liệt nằm một chỗ lâu ngày và không nói được, nhưng mà ông này ông có cảm nghiệm được là cái câu chuyện giữa Đức Hồng Y và cái vị tu huynh này nó tràn ngập, nó đầy đủ, nó thân tình giữa hai cái con người im lặng. Và ông ta về, ông ta có những cái câu hỏi, ông ta có những cái gợi ý để cho Đức Hồng Y Sarah. Anh em biết Đức Hồng Y Sarah là một người da đen và làm tổng trưởng thánh bộ gì tôi quên rồi, đang làm lớn ở bên Roma, có cái tác phẩm đó. Thì tôi muốn nói ở đây với anh em đó là cái sự thinh lặng. Đức Hồng Y ở đây nói không phải là im lặng đâu. Im lặng là nhỏ, còn thinh lặng thì nó mới sâu. Thì đọc hồi cái cuốn đó, trời, tôi thấy tôi xấu hổ ghê. Không biết các cha lớn tuổi thì như thế nào, chứ tôi đây cũng là 16 năm linh mục rồi, 22, 23 năm ở trong đời tu nữa. Mà sao mình ồn quá. Tôi không biết anh em có ồn không. Mà tôi cảm thấy mình đọc cái cuốn sách này, và chính cái sự thinh lặng này nó giúp cho chúng ta gặp được Chúa. Chính cái sự thinh lặng này nó giúp cho chúng ta ở được với Chúa. Trời ơi, mình đọc mình thấy mình xấu hổ quá sức. Nói trời ơi, hồi giờ mình quá ồn, ồn ghê là ồn vậy. Mà ồn như vậy thì làm sao gặp được Chúa Giêsu? Mà tôi cảm thấy như là Thánh Phaolô nói, như là cái não bạc phèn phèn la lối giữa đường thôi. Chứ thật sự cái tâm, thật sự cái lòng nó không có gì trơn. Tôi cảm thấy tôi đấm ngực, tôi nói cái điều này. Và tôi chia sẻ cái điều này ra với anh em nghe, nhân cái dịp mà chúng ta nghe Chúa Giêsu nói cái ý đó. Một cái sự liên kết mật thiết với Cha. Và chính cái điều này nó làm cho Chúa Giêsu không cô đơn, làm Chúa Giêsu không cô độc. Và từ đó Chúa Giêsu được bình an, bởi vì Chúa Giêsu gắn kết với Cha để mà Chúa Giêsu thi hành cái sứ vụ của mình. Và nhờ đó mà các môn đệ được bình an. Thì hôm nay tôi chia sẻ với anh em cái tâm tình này. Cái tâm tình của cái sức mạnh của cái sự thinh lặng. Mà nhờ cái điều này tụi mình mới gặp được Chúa. Anh em mình mới gặp được Chúa. Anh em mình mang tiếng là người ở với Chúa, mang tiếng là người sống với Chúa, mà chắc gì đã gặp được Chúa chưa. Tôi sợ anh em. Tôi sợ bởi vì mình ồn ào quá. Và như hôm qua mình nói, tôi nói ở trong cái bài chia sẻ của lễ Thăng Thiên đó, hả? Mình bám tùm lum hết, mình vồ vập, mình tìm kiếm tùm lum tà la hết trơn. Rồi trong khi đó cái sự thinh lặng đích thực để ở nơi đó mình có thể gặp được Chúa Giêsu, chúng ta không có. Như vậy thì xem ra cuối cùng là cái gì? Có thể chăng là một sự rỗng tuếch? Trời ơi, tôi nghĩ tới cái điều này tôi cảm thấy tôi sợ ghê là sợ. Và tôi chia sẻ cái điều này với anh em, để mong sao rằng là cái đích điểm của đời tu của chúng ta là gặp được Chúa Giêsu, chúng ta phải đạt được cái đích này. Mà cái phương tiện là gì? Đó là một cái sự thinh lặng, một cái sự thinh lặng thật sự ở trong cuộc đời của mình, sự thinh lặng thật sự trong cái cuộc sống của mình.
Cho nên thành thôi chia sẻ với anh em một chút tâm tình như vậy để chúng ta có thể múc lấy ha. Chúng ta có thể kín múc, chúng ta có thể gạn đục khơi trong để chúng ta có thể lấy được một cái gì đó để cho áp dụng, để cho đề ra phương hướng, để cho có một cái áp dụng thực hành trong chính cái cuộc sống của chúng ta, là những người đang đi tìm kiếm Chúa Giêsu, là những người đang xin Chúa Giêsu đi với mình, xin Chúa Giêsu ở với mình trong cuộc sống của chúng ta. Trong khi đó thì nhiều khi nó đang Chúa Giêsu đang ở bên lề cuộc đời của mình. Chúa Giêsu đang là cái người khách cứ đứng gõ cửa hoài mà chúng ta chưa có chịu mở, bởi vì chúng ta đang bận nhiều thứ khác mà không tìm được Chúa Giêsu, không gặp được Chúa Giêsu trong đời của chúng ta. Nên thành xin chia sẻ một chút cái tâm tình đó với anh em để chúng ta tiếp tục suy niệm trong im lặng, suy niệm trong thinh lặng.